Rồi, xin chào anh em. Hôm nay đây là cái video đầu tiên từ cái máy ảnh mới mà mình vừa mới xuống tiền mua, cũng là vô cuộc chơi đó. Ui, nét ngầu quá anh em ơi. Rồi, ok, đây là cái setup mới của tôi đây anh em. Thì trong cái tuần tôi sẽ bắt đầu với cái video ngày hôm nay luôn ha. Thì trong cái khi mà tới nay là tôi đã tạo ra cái form gửi câu hỏi được 5 ngày rồi, và tôi nhận được 42 cái response của anh em. Và trong đó tới 36 cái nó hỏi về cái mệnh đề như sau: là bao nhiêu tuổi, rồi thì nếu mà anh em nào chưa biết á, thì bên dưới cái phần mô tả tôi có để một cái form Google form để cho anh em gửi những câu hỏi cho tôi, và có thể lựa chọn là gửi câu hỏi theo dạng ẩn danh để cho tôi không có nói tên của bạn ra. Trong đó thì tôi tạo form đó ra được 5 ngày rồi, và 5 ngày thì có 42 cái response, và 36 trong 42 cái đó là hỏi về cái chủ đề là bao nhiêu đây tuổi, có học được lập trình hay không. Ok, thì cái đó là cái chủ đề của chính của video ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi mà nói về chủ đề đó thì tôi muốn hỏi anh em cái là tại sao tôi hai cái video gần nhất tôi có một chục, mỗi cái có một chục comment mà anh em gửi tôi 42 cái response trong cái form, là thấy quái nào trời ơi. Anh em comment ngoài cho nó sơm tụ một xíu đi nha. Trời, cảm ơn anh em nhiều lắm, chứ cái kênh này điều hiu quá, nhìn nó thấy ghê quá. Rồi, ok anh em, vô. Rồi, thì cái việc mà bao nhiêu tuổi học được lập trình anh. Nhưng mà tôi trả lời nhanh cho một số anh em, trong đó có một số anh em ta hỏi cái câu là ví dụ như 25 tuổi, những anh em nào mà hỏi từ 25 tuổi đổ gì trước á, có nghĩa là nếu mà anh em nào mà trẻ hơn 25, 26 tuổi gì đó thì anh em học lập trình bình thường thôi nha, không gì đó, là không có gì khác biệt với người bình thường khác nha, anh em cứ bình thường thôi ha. Cái chuyện này nó cũng đâu. Thì một số anh em không được hướng nghiệp từ đầu, cho nên là cái chuyện mà không có biết mình làm gì, hay là học sai ngành đại học á, học được 1-2 năm rồi bắt đầu nghỉ, hay là 1-2-3 năm nữa, là thậm chí học xong rồi bắt đầu nghỉ, là 24-25 tuổi gì đó bắt đầu học lại, là chuyện nó cũng bình thường lắm. Cho nên nếu mà anh em nào mà dưới 25 tuổi thì cứ thoải mái nha, không có vấn đề gì ở chuyện đó ha. Rồi, đó là cái câu trả lời nhỏ. Thì câu tiếp theo là nếu mà anh em 30 tuổi thì anh em học lập trình được hay không. Đó, thì cái chủ đề này nếu mà tôi ở đây mà tôi nói với các bạn theo cái dạng gọi là phát ngôn công cộng, tức là coi như là public, tức là tôi phát ngôn cho rất là nhiều người khác nghe, thì tôi sẽ bắt buộc phải trả lời theo những cái văn mà các bạn đã nghe rất là nhiều lần rồi. Thí dụ như là ok, bạn cứ cố gắng có chí thì sẽ làm được thôi, đúng không, là cố gắng hết sức mà hư gắng hết mức thì sẽ học được này nọ kiểu ok, tất cả những cái đó các bạn đã nghe rồi đúng không, nghe rồi thì và cái đó là sự thật ha. Tôi không có hề nói gì là cái đó là không phải sự thật. Tôi chỉ đơn giản nói là ok, nó cái những cái lời lẽ đó thì nó các bạn đã nghe rồi, tôi không có nói lại thêm một lần nữa, mà tôi sẽ nói về cái kinh nghiệm cá nhân của tôi. Thì khi mà tôi đi học đó, thì tôi cũng gặp một số các anh lớn tuổi như là đi học về lập trình, thì thật ra cái ý đồ cũng là có nhiều cái đồ ví dụ là học lập trình để mà theo dõi những cái việc phát triển phần mềm ở chính cái công ty của họ, tức là họ đang có cái job công ty luôn, job của họ là giám đốc phòng kỹ thuật đó, và họ đi học phần mềm. Hay là một số anh em khác thì là cũng y chang như cái ý đồ của anh em là cũng muốn chuyển nghề này nọ kiểu, thì cũng gặp một hai anh là khoảng 30 tuổi đó, hồi đó là đi học với tôi là sinh năm 82, 83 gì đấy. Những người mà tôi quen biết theo cái kinh nghiệm cá nhân của tôi, thì những người mà tôi quen biết là khi mà 30 tuổi học lập trình thì hiện tại tỷ lệ đang là 100% là không có học xong để mà ra được, tức là không phải là không đủ kiến thức để mà trở thành một lập trình viên luôn, tức là chưa học xong luôn á, tức là không có ra được luôn rồi đó. Còn thì đó là chính là cái kinh nghiệm cá nhân của tôi thôi, đó chỉ là những người mà tôi biết thôi, tôi quen thôi, chứ tôi không có phải là nói là không được ha. Thì tôi đã nói cái bé trước rồi đó, là cái bé trước nó vẫn đúng thôi, nhưng cái kinh nghiệm cá nhân của tôi là tới nay là tôi chưa từng thấy ai làm được cái chuyện đó. Rồi, đó là cái câu trả lời của tôi cho cái việc là có 30 tuổi thì có học được lập trình hay không ha. Tiếp theo là nếu mà bạn lo rằng nếu mà thật sự các bạn có ý chí học, các bạn có vượt qua được cái chuyện đó, thì cái câu hỏi tiếp theo là khi các bạn học xong, các bạn ra rồi, các bạn là một lập trình viên rồi, thì
công ty có mướn bạn không, công ty sẽ mướn bạn hay là mướn một người dù 22 tuổi đó. Thì cái câu trả lời ở đây là, và tôi cũng có cái kinh nghiệm cá nhân trong chuyện này luôn, nhưng mà ok như thế này là anh em, thì anh em phải hiểu là khi mà anh em 30 tuổi thì anh em sẽ phải có những cái trở ngại gì, cái vấn đề gì, đúng không? Thì nó sẽ bao gồm những thứ như là quỹ thời gian không có nhiều lắm, tức là có nghĩa là khi mà anh em 20 tuổi thì nếu mà roi anh em vô một cái dự án phức tạp lớn thì anh em hiểu là cái lập trình viên đó nó hơi căng thẳng. Có nhiều loại công việc khác nhau, nhưng mà cũng phần lớn công việc là nó hơi căng thẳng, và căng thẳng thì nó sẽ cần phải tốn nhiều thời gian bên ngoài, để không phải là thời gian để bạn tăng ca hay ngồi công ty tăng ca nữa, mà là thời gian các bạn suy nghĩ để mà giải quyết cái vấn đề đó, ví dụ vậy. Và thời gian để mà các bạn học thêm một số cái mới, hay là thời gian để các bạn tìm hiểu về một số những cái thứ mới để cho rút ngắn cái việc mà các bạn phải gõ ra đó, rút ngắn tiện lại hơn cho cái việc gõ ha, này nọ kiểu, thì nó sẽ có rất là nhiều thời gian bên ngoài nữa. Thì anh em cũng hiểu đó là đâu có chuyện mà học sinh giỏi nào mà đi học xong rồi đi về đi ngủ là học sinh giỏi, không có đâu. Học sinh giỏi là học ngày sáng đêm đó. Thì lập trình viên giỏi cũng vậy, lập trình viên thì nó căng hơn cái việc đi học đó, và cũng phải gì và này nọ ha. Cho nên là, và các bạn, nếu mà anh em 30 tuổi và anh em có vợ con này nọ kiểu rồi, thì cái quỹ thời gian buổi tối hay là quỹ thời gian bên ngoài của anh em thật sự nó rất là hạn chế. Cho nên là nó cũng là một trong những cái mà công ty rất là ngại mướn những cái bạn 30 tuổi. Đồng thời có những cái việc khác như là bản thân cái việc mà 30 tuổi thì các bạn cũng rất là khó để mà tiếp thu những cái và rất là khó để mà hình dung là cái ngày này nó sẽ thay đổi nhiều thứ mức như thế nào. Cái ngày này đặc biệt là nó thay đổi rất là nhanh và rất là nhiều. Không có cái nó nói cho bạn hình dung như thế này, là và tôi không hề nói quá đâu, là tất cả những gì mà các bạn biết khoảng chừng 3-4 tháng nữa nó sẽ sai, 5-6 tháng nữa nó sẽ sai. Thì cho nên là cái tức là bạn không có chuyện học thuộc lòng ở trong cái ngày này, không có chuyện gọi là nhớ lòng. Chúng ta chỉ hiểu phương thức hoạt động, chúng ta chỉ cần hiểu phương thức hoạt động, và chúng ta luôn phải sẵn sàng để mà viết cái đó mới. Các bạn hình dung không, thì nó là một cái đặc điểm của cái ngành nghề này, và cái đó nó cũng bản thân cái việc mà các bạn khá cao tuổi xíu thì nó cũng sẽ giới hạn cái việc đó. Nó thì nó không có tích lợi thế, nó sẽ khác như thế nào với những lập trình viên mà 20 mấy tuổi là ta đi làm tới khi người ta 30 tuổi, người ta vẫn làm nghề tiếp tới 50 tuổi là chuyện bình thường. Nhưng mà bạn khác như người đó là khi mà người ta mới ra trường lúc 22 tuổi, người ta có khoảng chừng 8 năm hàng chục năm để mà tích lũy những cái kiến thức nền tảng á. Những cái thức nền tảng là những kiến thức mà nó không thể bị outdated được, đúng không? Là nó như tôi đã nói, chẳng là bạn, nếu mà bạn hiểu nó hoàn toàn, nếu mà bạn hiểu là nó hoạt động như thế nào thì bạn không cần quan tâm đến cái chuyện mà rồi làm sao để gõ ra, mà rồi bạn cũng sẽ gõ ra mà thôi, chứ không cần phải quan tâm, không cần nhớ tới cái làm sao để gõ ra cái đoạn code đó. Không có lập trình viên nào nhớ cách gõ code hết, người ta chỉ nhớ cách hoạt động của những cái function hay là những cái cách khai báo đó thôi, rồi tới khi người ta gõ thì người ta sẽ bằng một cách nào đó thì người ta sẽ gõ ra thôi, chứ không phải là nhớ hay là làm thuộc lòng hay là học kỹ những cái gì đó và sai lại suốt đời. Không phải, ngành lập trình này nói vậy đó, là khoảng 3-4 tháng là những gì mà các bạn đã biết ở dự án trước nó đã bị thay đổi rồi. Cho nên là bản thân cái việc mà sinh học ở trong người mình nó cũng không có phù hợp để làm những cái chuyện đó nữa. Và hai cái ý đó chính là một cái đó là hai ý trong cái việc là công ty rất là ngại mướn những lập trình viên 30 tuổi. Ý thứ ba của nó chính là cái việc mức lương. Có nghĩa là sao, là ở hai phía đầu thì các bạn là không có thời gian để mà ôn luyện sáng đêm, không có thể support cho công ty hay là support khách hàng sáng đêm. Và ý thứ hai là các bạn có thể sẽ bị giới hạn trong việc là tốc độ tiến bộ. Đó là hai cái ý. Và cái ý thứ ba nữa đó chính là bởi vì bạn có hai cái ý đó nhưng cái mức lương của bạn là không thể nào quá thấp được. Tại vì các bạn không thể, tại vì các bạn có gia đình, các bạn có vợ con, thì cái chi phí trong gia đình, chi phí trong vợ con nó lớn. Cho nên là bạn, thí dụ như mà bạn, cái chi phí của bạn cần 15 triệu đi, nhưng mà bạn tốc độ của bạn lại không có lên kịp để đáp ứng cái mức lương đó, thì nó trở thành một cái thế gọi là không có lời giải đáp. Và công ty thì ngại cái thế đó. Tại sao? Tại vì nếu mà công ty cho rằng là bạn không có phù hợp nhận cái mức lương đó, nhưng mà bạn lại cần cái mức lương đó, thì có thể là bạn vô bạn làm một thời gian ngắn thì bạn sẽ nghỉ thôi. Cho nên công ty cũng rất là ngại để mà mướn những cái lập trình viên 30, thì cái đó là sự thật đó. Thì anh em cũng có thể cân nhắc về chuyện đó. Thì để mà anh em có thể giải quyết ba cái vấn đề đó bằng cách là, thứ nhất là anh em cứ gọi là
Anh em cứ nói thẳng với nhà tuyển dụng vậy thôi, tức là đó là chính là ba cái vấn đề mà của nhà tuyển dụng mà người ta có thể sẽ từ chối cái ứng viên mà 30 tuổi mà mới vô ngày. Thì bạn có thể giải quyết cái vấn đề đó bằng cách là bạn đề cập tới ba cái câu chuyện đó ngay trong email á, mình giải thích cho họ là ok là tôi sẽ với họ. Nếu mà bạn giải quyết được ba vấn đề đó, nếu bạn có thể nói gọi là đảm bảo rằng tôi có thể phản ứng kịp khi mà công ty gọi bất kịp nào để mà support những cái trường hợp đó, hay là các bạn có thể phản ứng kịp nếu mà công nghệ thay đổi, hay là các bạn có thể ok chấp nhận và thử thách, tức là lương trả thật sự theo năng lực chứ không phải là lương trả theo độ tuổi hay là gì đó. Thì các bạn cứ trình bày những cái điều đó trong cái email của tuyển và trong cái buổi phỏng vấn. Nếu mà các bạn được gọi phỏng vấn, đó là cái cách để mà giải quyết cái vấn đề là công ty rất là ngại mướn như là trình viên 30 tuổi. Rồi đó chính là chia sẻ của tôi trong cái video này. Nhưng mà tôi cũng nói với anh em như thế này là cái gì nó là sự thật sẽ là sự thật thôi, chứ không phải không thể nào gọi là có những cái phép màu gì ở đây cả. Và tôi cũng không thích là khuyến khích anh em hay là động viên anh em một cách rất là mù quáng. Tất cả những gì tôi đang nói là sự thật mà thôi. Thì nếu mà anh em vượt qua những cái đó được, thì nếu mà anh em đủ cái bản lĩnh để anh em vượt qua được cái bước đi học và học ra, và cái bước deal với nhà tuyển dụng, và cái bước mà phát triển, tức là anh em đã đi sau là 10 năm thì anh em mới bắt giờ anh cổ anh em chạy đuổi theo người ta. Thì anh em nếu mà anh em đuổi theo kịp, thì nếu mà anh em cho rằng là anh em sẽ đuổi theo kịp, anh em có cái ý chí để mà đuổi theo kịp, thì anh em hoàn toàn có thể thoải mái bình thường thôi. Nhưng tôi thì không có gọi là khuyên nhủ bậy bạ được, hay là tôi cũng không động viên bậy bạ được. Tôi không phải là vậy làm giàu, tôi cũng không phải là vậy kia, tôi chỉ nói thực tế mà thôi. Thì đó là thực tế và anh em phải chấp nhận mà thôi. Anh em phải chấp nhận cái sự thật đó, và nếu mà anh em vượt qua được những cái khó khăn đó, thì chúc anh em may mắn trong cái việc phát triển sự nghiệp của anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhớ like, share và subscribe, và bấm cái nút chuông thông báo để gửi tin nhắn. Ê quá.